tình, quậy hết mình, vui vẻ thô bạo. Lẽ ra cái tên dễ thương là mình ra mình phải làm những cái dáng cho nó dễ thương à. Đúng vậy, nhẹ nhàng quá. Làm lại thêm lần nữa mà mình thấy nó sự vui vẻ thiệt sự, rồi nó dễ thương thiệt sự, đúng với tên gọi của mình chứ gì rồi. Làm lại coi. 2, 3. Chơi nhiệt tình, quậy hết mình, vui vẻ không bạo nha. Dạ thưa quý vị, các em đã cố gắng hết sức. Rồi giờ giới thiệu cho anh nghe từng người coi. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Hoàng Đan à. Em đã tốt nghiệp diễn viên tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Em tên là Thanh Tùng. Dạ em là Ánh Tuyết, em 21 tuổi. Dạ em tên là Xuân Tài à. Có học chung lớp chung trường với nhau không? Dạ, dạ có chung trường đó. Có luôn hả? Dạ. Rồi bữa nay không có đi học. Rồi rủ nhau tới đây tham gia chương trình hả? 4 bạn đã đến đây cùng với nhau và hy vọng rằng các em sẽ thật sự là đoàn kết để có thể vượt qua được những thử thách của chương trình nha. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với đội 4 mắt. Tên 4 mắt xin chào cô chú, xin chào các bạn. Y như mình coi phim xì chim thì chim vậy đó. Tự nhiên đâu có ba em nhỏ phóng ra nhìn như ba cái nấm nó tung gì đâu, rồi lọt trong kia vô như cây đại thụ vậy. Giới thiệu từng người cho anh xem. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Mình là bé Nhàn, năm nay mình 21 tuổi và hiện mình đang là sinh viên. Ba người. Bé Nhàn hả? Bé Nhàn. Dạ. Bé Nhàn 21 tuổi phải không? Là bé bằng cái bé bên kia kìa. Dạ. Nghe, ở đây không có cô chú nào trơn trọi á. Rồi bé 21 tuổi mình mới làm với bé 11 tuổi không bằng vậy đó. Chào dạ. Các cô chú nè, nhìn coi toàn là những anh chị xinh trai đẹp gái, trẻ trung mơn mởn, đặc biệt là con người đứng đây đó. Không, nhìn cô chú đây, nói lại. À xin chào tất cả các bạn, mình là bé Nhàn, năm nay mình 21 tuổi và hiện mình đang là sinh viên. Sinh viên trường gì? Dạ trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn, chuyên ngành quản trị lữ hành ạ. Thấy không, chuyên ngành du lịch, thành ra anh nói lưu loát mà nó nghe nè. Mà cái giọng của bé Nhàn là từ nhỏ tới giờ là vậy đó nè. Dạ đúng rồi ạ. À cái giọng rất là đặc biệt đúng không? Cái giọng này hát chắc hay, hát bằng cái giọng của mình xin sao. Từng trang giấy quên đi chưa quên hụt kia vơi, nhân ước mơ trẻ con giữa chưa bao nhiêu mơ mộng, hành cây tuần dài trong sân nơi chúng ta khẳng lên một trái tim, sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác. Không, bé Nhàn nó nghe là giọng bé Nhàn rất đặc biệt nha. Đó cái giọng mà nó kim kim như vậy nè, nó dễ thương lắm. Dạ. Ca không hay nhưng được cái nó vui đúng không? Mình mang niềm vui cho mọi người là được rồi. Tiếp theo bé gì đây? Dạ xin chào mọi người, mình là bé Mai, năm nay mình 19 tuổi, đang là sinh viên. Mới có 19 tuổi thôi, sinh viên trường gì bé Mai? Dạ Đại học Sài Gòn. Khoa gì em? Dạ khoa quản trị kinh doanh. Tiếp theo bé gì? Dạ xin chào mọi người, mình là bé Trúc, năm nay mình cũng 21 tuổi, đang là sinh viên thông dịch viên. À thông dịch viên tiếng Anh nè. Dạ thông dịch viên tiếng Anh. Tự nhiên bên đây hai bé như nhảnh qua tới bé Trúc cái điểm đạo. Cảm ơn bé Trúc. Còn tiếp theo bé Bự, nói đi. Dạ mình là bé Dũng, năm nay mình 23 tuổi và mình vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Văn Lang. À. Mình cũng là chuyên ngành du lịch. Rồi tại sao bốn bé kết hợp lại với nhau trong khi bốn bé bốn trường khác nhau? Dạ anh nói là có đặc điểm chung á anh. Dạ, bốn mắt. Ê, dẫn mấy cho bé Nghĩa gia nhập nhóm. Dạ. Vậy là tụi em rất là thích. Bé Nghĩa gia nhập nhóm. Chính vì cái sự đặc biệt của các bé cho nên chúng ta cần phải tạo một cái dáng gì đó nó xì tin và nó đặc trưng với cái vụ bốn mắt của mình đúng không? Đến 1, 2, 3 là bốn bé phải làm liền một cái dáng gì đó cho nó cute đúng không? Cho nó rất là bốn mắt. Chuẩn bị. Cảm ơn bốn bé, thấy ta không? Đã, bốn bé hồn nhiên như nhảnh xinh tươi, dễ thương đáng yêu. Và đây mới chỉ là bốn thành viên đầu tiên thôi. Chúng ta sẽ còn gặp gỡ với hai đội trưởng là những nghệ sĩ quen thuộc với chúng ta. Đó là ai? Ngay bây giờ xin được mời đội trưởng của nhóm dễ thương. Xin mời ca sĩ Thiên Trang. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Đúng đội trưởng, nó nổi bật ra bên ngoài luôn. Đó, cái màu sắc là nó rực rỡ, nhìn là biết đội trưởng liền. Trang ơi, hôm nay đến với chương trình này á, là em sẽ là đội trưởng của bốn người bạn ở đây. Em có tự tin không? Trước tiên là mình phải tự tin trước đã. À, em thấy là em mặc cái màu là em thấy là hy vọng rồi đó, màu xanh hy vọng. Màu xanh hy vọng. Dạ, còn đến đâu thì cứ tin đến đó. Đó là Yến Trang, đội trưởng đội dễ thương. Nhưng cái người mà sắp sửa xuất hiện đây ghê gớm hơn vậy nữa Trang à. Ca sĩ Vũ Hà.
Dạ chào chú Đại Nghĩa. Con chào các bạn ở trên đường quay và chào các bạn ở bên kia. Xin chào bé Vũ này. Có 4 bé mà nhỏ nhất là bé 19 tuổi, còn bé này không biết nhiêu tuổi đây. Dạ con xin tự giới thiệu, con là bé Hà, năm nay con 51 tuổi. Con... Bé Hà 51 tuổi mà bé Hà nhí nhảnh quá. Đồng nghiệp hay gọi anh Vũ Hà bằng cái tên thân thương ngoại. Ngoại tới đây, ngoại dìu dắt mấy đứa nhỏ đi chơi hả ngoại? Thì nhìn đi, con cháu bây giờ nó phải giống ngoại. Đứa nào đi, con này bỏ kiếng xuống cơ. Đấy, phải đeo kiếng. Bốn cái bé kia đó là cái mắt kiếng, là mắt kiếng thiệt. Có cái mắt kiếng của ngoại là cái mắt kiếng ngụy tạo nha ngoại. Vì ngoài còn đang ở tinh tường, cho nên ngoài đeo chơi cho vui thôi. Nó hòa nhập với cộng đồng. Sắc sảo quá. Hôm nay với hai đội trưởng này phải nói rằng là một cái sự ngang tài ngang sức. Yến Trang coi vậy thôi chứ trong cái đầu cũng chiến lược, cũng hoạch định kế hoạch cũng không kém gì ai. Mà chương trình của chúng ta là như thế. Ở vòng 1, mỗi đội sẽ có 3 câu hỏi trắc nghiệm và chúng ta sẽ phải chọn những đáp án đúng và cố gắng giữ lại thật nhiều thành viên của mình nhất có thể. Mỗi một thành viên còn lại sẽ tương ứng với một cái số tiền và tổng giá trị giải thưởng cho vòng 1 là 50 triệu đồng. Hấp dẫn lắm, đúng không? Nếu như thành viên nào mà bị loại khỏi vòng 1 thì sẽ không được tham gia vòng 2, trừ khi được những người bạn đồng đội dùng đến cái quyền hồi sinh qua vòng 2. Những người nào còn lại của hai đội sẽ thi đấu đối kháng trực tiếp với nhau. Vào đến vòng thứ 3 thì chúng ta sẽ phải đối diện với 5 câu hỏi trong thời gian là 90 giây với giá trị tiền thưởng là 50 triệu. Dị chi giá trị giải thưởng cao nhất cho chương trình này, mỗi đội có thể mang về 100 triệu đồng. Chiến thắng hay ra về tay trắng. Thưa tất cả quý vị, chúng ta đã đến với vòng đầu tiên. Vòng này có tên gọi là đâu mới đúng. Và một điều nhắc nhở các thành viên của đội, nếu như các bạn mà hỗ trợ cho đội trưởng của mình, giúp đội trưởng của mình vượt qua được vòng 1 để tiếp tục có mặt ở vòng 2, mỗi đội sẽ được cộng 10 triệu đồng. Cho nên phải tính toán chiến lược. Bây giờ ai muốn xung phong? Nếu đội nào xung phong thì trước, chúng ta được quyền chọn bộ đề. Chúng tôi có tất cả là 2 bộ đề dành cho 2 đội. Bộ đề số 1 dễ hơn bộ đề số 2 và bộ đề số 2 thì không khó hơn bộ đề số 1. Thấy đội trưởng bên đấy có cô gái nhìn rất là hớn hở, có bộ đồ rất là, tao nói rất là rất là tao nói tao nói thì trước đi. Bên đội dễ thương, thường thì người ta nói là kính lão đắc thọ. Dạ em kính lão đắc thọ trước. Thế thì mời hai đội trưởng bước ra vòng tròn quánh tù xì. Vậy thì đội dễ thương các bạn sẽ thi trước nha. Câu hỏi đầu tiên và các bạn phải chọn tối thiểu là 3 vị trí để đứng vào. Nếu như các bạn không chắc chắn lắm, các bạn có thể chơi cái chiêu rải người. Mời các bạn bước vào đây. Thì nếu như một thành viên mà lựa chọn đáp án đúng mà đúng thì chúng ta sẽ có 1 triệu. Mời đáp án của chương trình. Việt Nam, Thái Lan, Lào, Indonesia, Malaysia. Năm đáp án. Chưa biết câu hỏi là gì. Có thể là câu hỏi về bóng đá hoặc là câu hỏi về địa lý chẳng hạn. Vậy thì bây giờ mời các bạn quay ra phía sau để coi câu hỏi như thế nào nha. Câu hỏi: sông Mekong chảy qua những quốc gia nào? Bắt đầu. Năm đáp án của các bạn. Rồi quay lại lựa chọn. Sông Mekong chảy qua những quốc gia nào? Việt Nam là đầu tiên. Cứ nói lớn lên. Việt Nam là đầu tiên. Như thế là sẽ chọn vào. Bạn ở đây, bạn ở Việt Nam. Chỉ ở Việt Nam. Việt Nam là thế này. Bây giờ hai cái này là nó nằm ở ngoài rồi, không có nằm. Em đứng ở Indonesia. Cái
xin vô hay là phải hơn 20 phút tiền luôn em? 10 giây, chạy về, đứng đúng vị trí thôi. Đấy, nhanh nào, ba ô tất cả. Chị ra vô đây này chị. Và các bạn đã chọn ba ô Việt Nam, Thái Lan và Lào. Rất là hồi hộp thưa quý vị. Chỉ còn 1-2 giây cuối cùng thôi, thì lúc đó đội trưởng Yến Trang mới bước vào cái vị trí đứng của mình là ở cái két sắt có đáp án Việt Nam. Ở vị trí này có tới 3 người đứng lận, còn bên Thái Lan với Lào mỗi bên có người thôi. Tại sao không ai chọn bên Indo với Malaysia trơn vậy? Đội của em thì nghĩ hai câu đó là hai câu không có đáp án, cho nên là không có ai đứng ở đây. À, em gái, sao em xem chọn đáp án là Thái Lan? Em qua này nhưng mà anh nhường cho chị Yến Trang. À, lẽ ra là em chạy qua bên Việt Nam phải không? Dạ. Mà sau đó là em nhường cái đội trưởng của em, bởi vì như anh nói, nếu bảo vệ được đội trưởng, chúng ta sẽ có thêm 10 triệu khi bước vào vòng sau. Để coi cái vị trí mà cái cô bé này đã nhường cho đội trưởng của mình và chọn Thái Lan đúng hay sai. Anh sẽ công bố đáp án Thái Lan của em trước. Em ơi, hãy nhìn lên cái két sắt trên đầu em đi. Sai một cái thì nó sẽ sa xuống, nó đè mình nha em. Hy vọng rằng nó là sự lựa chọn đúng đắn của em. Kết quả của chương trình là như vậy là chúng ta có được 1 triệu rồi đó. Lào hay Lào? Bây giờ em muốn anh công bố đáp án của em chưa? Dạ thì tiêu chí của nhóm em thì vẫn là đúng hay sai thì vẫn vui vẻ không quạo. Em sẽ cố gắng em không quạo. Dạ. em không muốn mình sẽ bị đè bẹp đúng không? Dạ. Em không muốn quạo đúng không? Dạ. Nhưng anh chưa, anh để dành em lại ở đó nha. Anh sẽ công bố đáp án của Indonesia trước. Ô số 4, Indonesia. Kết quả là đó là đáp án sai, nên chiếc két sắt đã rơi xuống. May là không có ai đứng ở trong đó. Tiếp theo, còn lại Lào, Malaysia và Việt Nam. Một là các em sẽ được đi tiếp vào vòng 2. Hai là ba chị em dắt nhau vô căn phòng trống ngồi chơi xơi nước. Anh đến anh xem coi tình hình của ba chị em thế nào. Nó nghe là Trang, cho anh nắm tay em cái nha. Nếu như có chuyện gì thì em cứ ra ngoài kia ngồi chơi, để lại cho mấy đứa em nó lo nha, tình hình đội mình đó. Em nghĩ là em mặc màu xanh này chắc cũng không có đến nỗi nào. Màu rồi. Xanh lá không em? Ừ, là xa lánh đó. Thôi chết rồi. Em ơi, cái này nó mà rơi xuống anh không biết sẽ như thế nào. Ba chị em chúc may mắn, anh đi đây. Kết quả là đó là đáp án chính xác. Như vậy là có thêm 3 triệu nữa em ơi. Em trai, còn một mình em thôi. Lào và Malaysia anh sẽ công bố cùng một lúc. Kết quả là hay, đó là đáp án chính xác. Việt Nam, Thái Lan, Lào là những quốc gia mà có con sông Mekong nó chảy qua. Các bạn đã chọn đáp án đúng, cho nên là các bạn trở về vị trí của mình với cả đầy đủ 5 thành viên.